Xin chào mọi người nhé. Bây giờ thì tôi đang ở xã Đắc Pờ Linh, huyện Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai. Đây là cái nơi vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Gia Lai, nằm cách thành phố Pleiku khoảng 140 cây số và cách trung tâm thị trấn huyện Công Chờ Rò khoảng 40 cây. Cái khu vực này thì cũng là giáp ranh giữa ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Gia Lai. Hôm nay lý do tôi về đây để làm cái video này đó chính là muốn đi tìm hiểu một cái đặc sản ở cái vùng đất này mà người dân gọi là thứ rượu trời. Tên chính thức của nó gọi là rượu đoác. Vậy thì cái rượu đoác nó như thế nào? Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng bắt đầu đi khám phá nhé. Đấy, trước khi đi về đây thì tôi cũng có liên hệ với một anh bạn người địa phương. Và tí nữa thì anh ấy sẽ ra đây, anh ấy đón tôi về nhà anh bạn ấy. Và tối nay tôi sẽ ngủ ở đó. Để đi lấy cái rượu đoác này thì phải đi vào sáng sớm ngày mai cơ. Bây giờ thì muộn rồi, chiều 5 rưỡi thì không thể đi được. Đây này, trước khi vào đây tôi cũng đã mua chuẩn bị một số thứ này. Cái bịch này là bịch cá này. Một can rượu 5 lít. Bên đây nữa. Bên đây là một bọc thịt để tối nay ăn buổi tối nay luôn. Đấy, ủy ban xã Đắc Pờ Linh thì bên kia. Đấy, anh bạn người địa phương này tên là Đinh Lướt nhá. Chào Lướt nhá. Đấy, mới gặp nhau lần đầu tiên đấy. Đi về hướng nào ở Lướt? Đi xuống này. Đi xuống dưới chân núi à? Đó, à. Qua hết đồi dốc này, mình về tay phải. À. Vậy thì Lướt đi trước đi, mình đi sau. Sau khoảng 5 phút đi xe máy thì bây giờ đã đến nhà bạn Đinh Lướt. Ở đây thì cái làng này người ta gọi là làng Tờ Bưng. Đấy, bây giờ là bắt đầu mang đồ ra này. Đấy, xe máy để ngoài đây luôn. Đặc trưng nhà sàn Tây Nguyên nhá. Đấy, đi cái cầu thang gỗ này, cái này đi không cẩn thận là cũng khó đi đấy. Nhà có ai ở nhà nữa không? Hả? Có nhà có ai ở nhà không? Đâu. Có một mình à? Không, có vợ con đang đi tắm. À. Để tạm cái túi đây. Nè, cao hơn đấy à? Ừ, cái đấy phải cho vào tủ đi. Ừ, cho vào tủ lạnh đi. Cá với cái đấy cho hết vào tủ đi. Đấy, vào đây quay cái quang cảnh nhà của đồng bào Tây Nguyên cho mọi người xem nhá. Đấy, một ngôi nhà sàn và xung quanh là người ta thưng bằng cái gỗ này này. Gỗ người ta xẻ từng miếng người ta ghép vào. Đấy, giống như lợp ngói ấy, nước nó không vào được đâu. Nhà thì cũng lợp tôn với lợp pro xi măng bình thường thôi. Nhưng mà có cái đặc trưng như này, các bạn nhìn thấy chưa? Cái dãy này là những cái mà gọi là ghe rượu này, gọi rượu cần đấy. Cái này người ta uống xong bắt đầu là người ta lại để vào đây.
Đến mùa sau nếu mà biết ai biết làm rượu cần thì lại ủ tiếp. Liên Ừ. Đây này, đây những cái ống này là ống rượu cần uống cái này. Đấy. Có các cái lỗ này là để cho rượu nó vào đây là uống bằng cái ống này này. Ống cây này không biết gọi là cây gì nhỉ, lướt nhỉ. đó Cái ống này này. ống này á Ờ. ống này thì lộ trên rừng á. Lỗ trên rừng à? Ừ, gọi là ống lỗ. Đấy, còn cái này nữa nhá. Đây là cái gùi đây này. Đủ các loại kích cỡ. Người nhỏ thì gùi nhỏ, người lớn thì gùi cái to hơn. Cái bếp nấu của họ đây này cũng nấu ở trên cái nhà sàn nhưng mà nó có cái này là bằng gỗ. Đấy, đóng thành một cái khung luôn. Thế là nấu củi trên này, có cả cái kiềng ba chân. Cái sàn này để hong đồ ăn các thứ này. Tối nay thì ngủ đây thì cho anh ngủ chỗ nào? Đây thì giường đây cũng được. Ô, có nhà có mỗi cái giường nhường luôn cho khách thế thì Không, em giường nhà bên đây. à đúng rồi, còn cái giường to ở Đấy. trên chỗ này. Ừ. Thôi có lẽ là tôi tạm dừng cái video ở chỗ này để chúng tôi ăn tối đã, rồi hẹn mọi người tiếp tục chương trình Sáng sáng ngày ngày mai. mai. Bây giờ là 6:30 sáng, bắt đầu chương trình đi lấy rượu đoác ở trên rừng. Đấy, hôm nay là nhà bạn lướt này, bạn ấy xuống hạt à, đúng không? Đây là hình như là mang cả gà, gạo các thứ. Có lẽ là hôm nay sẽ có đông người đi làm ở trên dãy nữa. Kết hợp đi lấy rượu đoác luôn. Đây cái gùi này là trong này đựng đồ ăn thức uống, trưa nay là ăn cơm luôn ở trên rừng. Không về đâu. Thôi bắt đầu đi đi, đi trước đi. Đi trước đi, tôi đi theo sau luôn. Đi em ơi. Ừ. Đấy, lên đến đây thấy mây mù nó trên đỉnh núi cả. Đấy, trời nó mù tịt luôn. Xe kia khỏe hơn xe mình mà cũng không lên được. Có đi được không? Hay là thôi dừng xe dưới này nhá. Ờ. Đấy. Đồng đội là bảo là không lên được rồi, thôi bây giờ phải dựng xe đây thôi, chịu không đi được. Đấy, xe máy là bây giờ buộc phải để trong cái vườn cây này. Thôi bây giờ đi bộ lên. Đi đường đồi núi công nhận mệt thật. Đấy, lúc nãy cái xe nó lên đây này. Bùn nó trơn quá là chịu chết không lên được. Ui nhìn nó dốc thế này thì làm sao mà xe máy lên được. Dốc cái này nó phải lên đến 30-40 độ. Mình đi không mệt bở mà hay, anh bạn kia anh còn vác. Leo một hồi lại nhìn lại cái chỗ mình vừa đi qua. Cao tun hút. Đây này mọi người xem cái lúa ở cái khu vực này đồng bào Ba Na họ trồng như nào này. Đây này. Một cụm lúa rất to luôn. Đấy. Ngoài trồng luôn ở trên lưng chừng núi nhá. Xen lẫn những cái hòn đá này. Cái này người ta gọi là trồng lúa nương đấy. Trồng cả ngô. Đây. Bên đây là ngô. Cái này thấy đất để người ta đốt rẫy này, người ta đốt rẫy nên nó có các cái than này. Đấy, nó làm cái chất dinh dưỡng cho đất. Các cái than này này, củi cây nó cháy này. Nên cứ hết mùa ở đây là họ sẽ đốt rẫy. Vừa mới dọn cỏ và vừa tạo ra cái chất cho đất nó tốt. Đấy, mọi người thấy lúa nương là như nào chưa? Trồng giữa cái đại ngàn Tây Nguyên này, trên đỉnh núi cao nhá.
Đấy, lại tiếp tục lên tiếp cái vạt trên này nữa cơ. Bắt đầu đi chui rừng già nhá. Đúng là lúc khi mà ở nhà bạn lướt, bạn đã đổi cho tôi cái đôi dép quai hậu này nó mới hợp lý, chứ còn không có cái giày nào đi được cái rừng này. Nó toàn đất. Trời nó mưa nó ẩm thấp này nó dính giày không đi được. Đấy, trong này các cái cây dây leo các thứ nó chằng chịt. Đã tới cái chòi nghỉ chân. Chào các bác nhá. Ô trên này nuôi được cả gà với vịt à? Ôi, rửa chân cái. Bây giờ thì bắt đầu là tôi với lại một anh ở đây bắt đầu đi lên cái khu vực mà lấy rượu đoác. Thì trước khi đi lấy rượu đoác thì tôi quay một cái này để cho mọi người biết là cái rượu đoác nó cần cái gia vị này như thế nào. Đây, ngay cái mó nước thì nó có một cái cây, cái rễ của nó nhìn kinh chưa. Đây này, ngoằn ngoèo như con rắn. Một cây cổ thụ. Đấy. Đây nhá, cái chỗ này là các cái vết người ta đem lấy dao người ta đẽo những cái vỏ của cái cây này ra. Thì cái vỏ cái cây này này người ta đem người ta cho vào cái rượu nó chảy từ cây đác ấy, cây đoác. Thì nó mới tạo thành cái rượu đoác được. Mà cái vỏ này thì nó mới ngon rượu. Chỉ còn rượu mà để tự nhiên thì nó cũng lên men được nhưng nó lâu và nó sẽ không ngon. Đấy. Thì cái cây này người ta chỉ gọi là cái cây lòng păng, tiếng Bana nó như thế, nhưng mà tiếng Kinh thì là gì thì tôi chịu không biết được. Họ cũng bảo là tên nó chỉ như thế thôi, không tiếng Kinh không có. Nhìn trên kia cái ngọn nó, cái lá của nó hao hao như là lá của cây xanh vậy. Đấy, một cái gốc cây rất là to, cây này còn sống nhá. Cái vỏ nó màu đỏ đỏ. Ở khu vực này thì nó có nhiều cây đoác không anh? Người ta có nhận không hay là nó cứ mọc hoang vậy, là tùy ai muốn lấy thì lấy? Tùy ai, ai muốn lấy thì lấy. Ừ. Đâu phải tâm đâu. À. Nó là cây cây rừng mọc tự nhiên. Không phải là sát bờ suối đâu nhá mọi người nhá. Đây là lên trên núi cao đấy. Sau một hồi leo thì bây giờ tôi cũng đã bắt đầu lên tới cái cây đoác ở trên lưng chừng núi. Đây các bạn nhìn thấy phía dưới này đường đi cực kỳ treo leo luôn. Đấy mấy bác ở địa phương thì bác ấy đã đến rồi. Đây cái đoạn đường mình vừa đi đây này. Nhìn nó dốc thẳng đến 45 độ, sợ thật. Đấy, đứng đây là nhìn thấy chỗ này là cũng là một cây đoác nhá. Đây này. Trên kia cũng có một cây nữa. Bắt đầu đi xuống. Lấy được một lít rượu đoác về không đơn giản. Mọi người thấy vất vả không? Thế nó mới gọi là đặc sản của núi rừng Tây Nguyên. Đấy. Bây giờ tôi quay cái cây đoác cho mọi người là nhìn xem nó như nào nhá. Đây này. Cái cây của nó nhìn cái lá nó giống lá dừa này. Cây này thì người ta gọi là cây đoác hay là cây đác. Còn có nơi người ta gọi là cây báng. Cũng là nó. Thì cái cây này là nó thuộc họ dừa. Nhưng mà cái lá của nó nhìn nó to hơn lá dừa rất nhiều. Đây này. Đấy.
Cây này thì nó cao cỡ khoảng tầm từ 5 đến 15 20 mét là bình thường. Như cái cây này thì nó cao cỡ khoảng chắc chục mét đấy. Bây giờ thì dùng để làm long long này. Ủa đã uống luôn rồi. Đấy, bây giờ mình phải tìm hiểu xem các bác ấy lấy cái rượu đoác này nó như thế nào từ cái cây đoác này nhá. Đấy. Đấy. Đây cái rượu này các bác ấy đã múc ra, nhìn nó nước nó đục đục kiểu như là nước dừa nhỉ. Thế nào, ngửi cho nào. Khá thơm. Mùi có vẻ nó hơi thơm thơm, có vị chua chua. Ồ, uống giống như là kiểu bia ấy nhỉ. Yeah. Đây thì cái rượu đoác này các bác vừa rót ra cái ly cho tôi đây. Cái này là cái lon bia này mà uống cái vị này nó cái độ cồn nó kiểu tương đương với bia thôi mà nó hơi chua chua. Như là có ga bên trong ấy nhỉ. Rất là thơm. Đấy nhá. Đặc sản của Tây Nguyên uống ngay tại gốc cây. Còn bây giờ thì thôi để cái này cho bác ấy cầm cái đã. Mình sẽ quay cái cách lấy rượu như thế nào. Lúc đi là bởi vì là tôi bảo các bác là kiếm cái cây nào nó vừa tầm nó thấp thấp thôi để mình dễ ấy. Chứ còn nó cao quá thì mình không trèo được. Vừa quay phim mà vừa trèo thì hơi khó nên là các bác ấy dẫn lên cái cây này nó rất thấp. Mình đứng đây mình nhìn thấy được ngay. Bây giờ bác đứng ra em lên em xem cái kia. Cái cây này là nó thấp nên là dàn thấp. Còn cái cây cao thì người ta khi nào cái ngọn nó cao lên thì người ta sẽ phải bắc dàn cao theo. Đây nha mọi người nhìn thấy này. Cái này là một cái bình rượu cần. Họ để trong một cái giỏ treo lên cái dàn. Đấy và bên đây thì nó có cái đây này. Đấy, người ta đem người ta lấy cái ống này để cái nước nó theo cái đường này nó chảy vào. Tí tách như này thôi. Cái này muốn lấy được ấy thì đây. Đây là cái cuống của một cái buồng của cây đoác. Cái buồng này nó mọc ra đây này. Người ta cắt gần gần, bây giờ nó vào sát tới thân cây rồi là hết rồi đúng không? Đấy, thì cái này là cái cuống cái buồng của nó. Nó ra thì bắt đầu người ta cắt đi. Đấy, cắt ra thì bắt đầu người ta đưa cái ống này vào. Để cái nước bắt đầu nó rỉ theo cái cuống này, bắt đầu nó chảy xuống này. Đấy. Thì bắt đầu người ta hứng ở đây. Và cái này là mỗi ngày phải lấy một lần này. Đấy, chứ không nó chảy đầy bình thì nó lại ra ngoài thì nó rất là phí. Và muốn cái này nó thành rượu được nhá thì là phải cho thêm cái vỏ của cái cây loàng păng lúc nãy đấy. Đâu nhỉ? Anh với em cứ đấy. Đây này. Các bạn nhá. Cái vỏ của cái cây loàng păng này là đem thả luôn vào trong này. Đấy, thì nó mới tạo thành rượu và nó mới ngon được. Còn nếu mà không có cái vỏ cây này thì để lâu nó cũng lên men thành rượu nhưng nó không ngon. Và người ta nói là nếu mà để lâu nó tự lên men thì nó bị chua. Đấy. Nên là cái vỏ cây loàng păng này không thể thiếu cho cái rượu đoác này. Đấy. Này, cất cái đi. Đấy, còn cái ca múc nữa. Đây này. Họ chế cái ca để múc rượu đây. Đấy, cái này là uống được rồi đúng không? Đấy. Đây là cái ca rượu vừa mới múc ở trong bình nhá. Bây giờ tôi uống luôn cái này để cho xem là cái vị mà uống tại cái gốc cây thì nó như thế nào. Nó uống nó na ná như là bia mọi người ạ.
nhưng mà vị nó thơm hơn rất nhiều. Đấy, mà cái này thì chắc chắn là nó không phải là do mình con người chế biến, nó là tự nhiên, nên là nó rất tốt cho sức khỏe đấy. Và người đồng bào Ba Na ở đây thì cái này họ coi là một cái thứ đặc sản rất quý. Trưa nay thì chúng tôi sẽ lấy cái rượu này về và xuống cái lán lúc nãy làm dãy đấy. Thì trưa nay sẽ ăn cơm và sẽ mang cái rượu này về để uống luôn ở đấy. Trưa nay sẽ lấy một can 5 lít để về uống. Trời, trời, rất cam. Một cây dưới còn ngọt. Một cây này thì một ngày nó cho ra được khoảng bao nhiêu lít rượu anh? Vâng. Cái hồ còn cao bữa thì 13-14 lít. 13-14 lít một ngày, nghĩa là cái bình này là phải lấy 2 lần một ngày ấy. Tối thiểu cũng phải lấy một ngày một lần chứ không thể bỏ, nó phí quá đúng không? Đấy. Có cây thì 25 lít, 30 lít. Ui giời, cái nhiều thế á. Cái rượu này thì có bán không? Có người mua thì bán. À. Cứ lít 20.000. 20.000 lít à? Cái lần tại đây thì 10.000 lít. À. Mình cầm về làng thì 20.000 lít. Đây, anh làm hết lon này chứ. Anh cứ để đấy đi, em quay tí đã. Giờ tí uống sau, bình tĩnh. Nghĩa là mang về làng thì 20.000, còn trên rừng thì mua tại đây thì 10.000. Còn nó đi lấy ấy. À. Còn đi lấy thì rẻ hơn. Còn mình dắt về thì 20.000. Đấy, cái cuống của cây đoác này, nó đúng như là cái cuống dừa luôn. Cái buồng nó ra thế. Nhưng mà cái quả đoác này thì nó nhỏ thôi, nó không to đâu. Quả đoác, đoác này nó chỉ bằng cái ly uống nước hay nhỉ. Cỡ vậy. Và cái quả của nó cũng ăn được nhá, cái hạt đoác này ăn rất tốt đấy. Người ta cũng làm chè đấy. Ừ. Ui, anh bạn này đi rừng mà cái quần này nó nó sờm lên trông nhìn. Cái này chắc là sử dụng hơi bị lâu rồi nhỉ. Đi rừng biết thì cải nó vẹt đấy. Cái rượu đoác này thì đúng là nó là cái thứ rượu trời là như vậy. Mọi người có thể thấy là gì, cái từ cái nhựa của cái cuống cái cây đoác này nó chảy ra, và người ta cho thêm cái vỏ của cái cây mà đồng bào người ta gọi là cây lòng păng thì nó sẽ tạo thành cái rượu đấy. Cái này thì ở trên thị trường tôi nghĩ là không có đâu, bởi vì là cái rượu này là để không được có lâu. Hình như là để chỉ được vài ngày là nó hư rồi. Nên là nếu mà để tủ lạnh thì nó chỉ được vài 3-4 ngày thôi, chứ không có lâu đâu. Nên là có lẽ là chỉ sử dụng cho cái khu vực ở địa phương thôi, chứ còn mang đi các thành phố lớn mà bán thì có lẽ là không có. Mà sản lượng thì nó cũng không có nhiều đâu. Như các bạn thấy đấy thì trung bình mỗi cây một ngày nó được khoảng 10 đến 15 lít. Và cái này thì vì là cái độ rượu nó nhẹ nên là bình thường thì với cái tiểu lượng một người uống khoảng nửa lít rượu, cái loại rượu khoảng 40 độ ấy, thì cái rượu đoác này họ chỉ uống được khoảng 1 lít rưỡi thôi, tức là gấp 3 lần đấy, là cũng say đấy. Nên là cái này nó mặc dù độ cồn nó nhẹ, uống cảm giác như bia, nhưng mà như tôi vừa uống khoảng một nửa lon bia thì đã thấy mặt nó nóng bừng rồi. Người dân địa phương họ bảo là ai mà uống cái rượu đoác này ngồi uống thì nó không say đâu, nhưng mà đứng dậy đi là đổ gục. Say lúc nào không biết. Thế với ác. Đấy, bây giờ thì xuống chỗ này tôi nhìn thấy có cái cây rau rất là đặc trưng của rừng Trường Sơn. Cây này ngày xưa là rất hữu ích đối với lại bộ đội mình thế này. Tôi sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đây nhá. Đấy. Cái hoa của nó đây này mọi người này. Cây này người ta gọi là cây rau tàu bay. Nó mọc sát mặt đất thôi, cây thì thấp. Nhưng mà để mà so sánh cái lá nó giống lá gì thì không so sánh được. Ai mà nhìn quen đi rừng thì nhìn là biết ngay.
Đây này, cái hoa màu nó đỏ đỏ, nó chỉ bé bằng đốt ngón tay út thôi. Đấy, còn cái cây thấp mà chưa ra hoa thì nó như thế này. Đây, tôi nhổ lên luôn cho mọi người xem. Ừ. Cây này thì ăn nó thì chỉ có hái về xong là rửa, xong là luộc, chấm mắm thôi. Rất đơn giản, tương tự như là rau muống vậy. Ngày xưa bộ đội mình đi Trường Sơn là hay hái cái rau này để ăn đây này. Bạt Ngàn, Trường Sơn. Bên đây là Trường Sơn Đông. Hai cái anh bạn lúc nãy thì đã đi xuống dưới tít dưới kia rồi. Họ đi quen nên họ đi thoăn thoắt. Góc kia cũng có một cây đoác. Ai mà đi rừng mà nhìn thấy cái cây mà nó giống như cây dừa ấy, nhưng mà lá nó rất to, cây nó cao, thì đó là cây đoác đấy. Thôi bắt đầu đi xuống. Đấy, sau khi từ lúc đi đến bây giờ chắc khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rồi đấy. Bây giờ về cái lán thì mọi người đang chuẩn bị đồ ăn nhá. Sản phẩm đi buổi sáng hôm nay đây, một can 5 lít rượu đoác đang ngâm dưới suối. Sủi cả tăm lên. À, đồng bào đã luộc nhá. Đấy. Thái thịt điệu nghệ chưa? Đấy, thái kiểu đi rừng. Thịt này nấu món gì đấy chị? Cái này là cà đắng à? Đấy, bây giờ tôi ra đây tôi quay cái này cho mọi người xem là bà con. Mọi người đang tỉa lúa. Xem tỉa lúa nương như nào nhá. Đấy, thấy đông người chưa? Là thanh niên nam nữ là già trẻ là họ cứ cầm cái này xem nào, cho mượn cái xem là bạn trẻ. Đây là cái giống như cái gậy nhưng mà cái đầu này là họ bọc một cái sắt đấy nhá. Để chọc xuống này này, nó tạo thành cái lỗ dưới đất. Thì bắt đầu là người ta lấy lúa, người ta thả vào cái lỗ này. Đấy. Đi rất có hàng có lối nhá. Không biết là các bạn xem video có thấy lạ không? Cái tập quán canh tác của bà con đồng bào ở Tây Nguyên. Người Ba Na. Đấy. Đây này, họ lúa là họ cầm tay xong họ thả. Cứ mỗi lỗ chắc khoảng 5-7 hạt gì đấy. Thảo nào mình nhìn thấy cái cụm lúa ở dưới, phía dưới kia nó mọc rồi, cụm lúa sao to thế. Đây, hóa ra là họ thả rất nhiều hạt vào đấy. Nó không như là mình ở đồng bằng cấy có 1-2 nhánh lúa đâu. Ở đây thậm chí có khi lên đến cả chục hạt lúa cho một lỗ. Bây giờ còn có một cái tập tục của bà con Ba Na rất hay. Bây giờ mình vào đây mình thấy có một bác ấy đang đây này. Mọi người thấy bác ấy đang ngồi, bác ấy cúng nhá. Tôi thấy có một con gà này. Ba chóe rượu cần. Đấy. Mình vào mình quay xem là bác ấy cúng như nào. Con đây tâm châu là cô cùng với Tây Lũy Phi em đã trả về ta về tờ. Hãy nhập bệnh nhập theo bác lao bác chạy tính mặt bánh mà người mà quân mặt rào. Mấy cái bằng kiểu làm cái ly bằng lá chuối này kiểu như là để mình làm cái ly uống rượu đúng không bác? Đúng rồi. Tượng trưng như thế ạ. Thế cái cây này thì che uốn cong như này là có ý nghĩa gì không ạ? Để các cái linh hồn mình mời ấy, dạ. Để nó treo lên ấy. À.
Mình vừa hỏi bác thầy cúng đây thì cái cây tre mà làm cong cong như này này là bác ấy bảo là tượng trưng cái cầu thang để cho các cái linh hồn mình cúng để họ lên trên này để họ chứng giám, họ hưởng lộc này. Như bác vừa làm cái đấy, hai cái đồng đấy là gì, kiểu như là mình âm dương à? Mình hỏi thử nó đến chưa? À. Đấy, bây giờ bác cho xem cái hai đấy nhá. Đấy. Cái lá chuối này là có mặt trái mặt phải này. Cắt ra hai cái giống như mình kiểu hai cái đồng âm dương mà mình hay xin đấy. Đấy, mọi người thấy phong tục của đồng bào Ba Na nó cũng có những cái nét riêng nhá. Cái lễ mà người ta gọi là tỉa hạt thì cái ngày mà người ta xuống hạt ở trên dãy thì họ làm một cái mâm cúng rất là to đấy, và buôn làng của họ họ đến họ giúp đông người lắm, như hôm nay ở đây chắc phải lên đến 50 người. Cầu cho mưa thuận gió hòa và cầu cho mùa màng bội thu đấy mọi người ạ. Ôi da, hay nhỉ, đúng rồi. Đấy, lại cần có một bạn này cầm cả một tô mồi đi theo để phục vụ đến tận nơi. Để xem hai thanh niên này. Đấy nhá, tôi để ý từ nãy giờ, giờ tôi mới đến gần tôi quay được. Một người cầm một chai rượu, còn một người thì cầm cái tô mồi đi theo để phục vụ bà con, thanh niên nam nữ. Đấy. Đây, 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 từ từ. Từ từ hay uống để quay cái cho khán giả xem. Đấy. Ừ. Mọi người thấy hay không? Rất là đặc sắc. Chị bên đây thì có cái can rượu đoác. Đây còn cái này là rượu, là rượu nấu đây. Bạn này bạn ngâm thì dễ gì đây mà tôi hỏi là không trả lời luôn. Đấy, còn bạn này cầm cả tô mồi đi theo đây. Đúng là một bữa tiệc gọi là đặc sắc nhất. Chả có nhà hàng nào có vì phục vụ ở giữa trời. Một người thì cầm một chai rượu đi theo, một người cầm bát mồi đi theo. Đấy, phục vụ tận nơi. Làm gì còn ở đâu sướng hơn ở đây. Người Ba Na ở Công Chờ Rò của Gia Lai thì toàn bộ là đều họ đinh hết. Nam nữ hay là các thứ đều họ đinh hết. Đấy. Nhưng mà cái họ này thì là do người ta đặt để cho nó có họ tên và nó theo cái thủ tục thôi. Chứ còn bản chất ở đây thì người Ba Na là người ta chỉ có gọi tên thôi, chứ không có họ đâu. Nhưng mà khu vực này là theo cái nếp từ trước đặt tên. Nghe cái bác thầy cúng nói thì là bác Hồ đặt cho họ là cái họ Đinh. Nên ở đây đến bây giờ con cháu thì họ vẫn theo cái phong tục cũ là nam nữ đều theo họ Đinh hết. Đấy nhá, sau khi mà ăn uống xong thì mọi người còn cái này này là chia phần nhá, theo từng gia đình một này. Đấy, các phần đều giống nhau hết. Còn cái gì là chia giống nhau y xì luôn. Thì cái này sau đó là mỗi người lấy cái lá là mình gói xong là mỗi gia đình mang về một phần thôi. Đấy, đây là cái phong tục ở đây nhá. Bởi vì cái này nó là đồ cúng nên là mọi người phải được chia phần đều nhau và đều phải mang về hết. Bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều. Ở đây thì mọi người cũng đã tỉa lúa xong. Tôi thì cũng kết hợp và đi theo và đã xong một cái hành trình đi lấy rượu đoác ở trên đỉnh Trường Sơn Đông ở xã Đắc Pờ Linh, huyện Công Chờ Rò, Gia Lai, nơi heo hút nhất của đất Tây Nguyên. Bây giờ thì mọi người cũng đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về và tôi cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người ở trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người nhé.